hôm nay bé Ngọc nó rất là ngoan rồi, nó không có còn cãi tôi nữa, nó biết thương tôi rồi. Thì là nghe bà ngoại nói được những lời nói đó là cô có hưởng cho con liền nghe không? Đừng đừng ăn hiếp bà ngoại nha con, bà ngoại cũng lớn tuổi rồi ha. Thì vài ngày nữa là có nhà mới, con có thích không? Rồi con có lời nào cảm ơn đến Mạnh Thường Quân không? Con cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân cho con cái điện thoại. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Rất là nhiều, là phải ngoan nha. Cảm ơn. Phải ngoan, phải chịu khó nha. Chịu khó, ngoan, dọn dẹp. Con gái mày mốt có nhà mới nè, lót gạch mới nè, con phải chịu khó lau chùi các tủ để quần áo nè, tủ để thờ nè, có giường, có đệm cho con nằm nè. Con không phải ngủ dưới đất nữa. Và con phải ngoan nha con. Nhìn nhớ nha, hứa nha. Vậy con chào mọi người nè. Chị cậu có nhà ở rồi, em cũng cần nha. Ngày hôm qua bé Ngọc quậy bà ngoại nó hả chị? Chứ sao nãy nghe bà ngoại nói là bé Ngọc nó quậy nó mà giật mùng của bà ngoại nó có không? Thì là chồng thì nó làm có em thì cũng chị với nhà luôn, chị thì hết hòa đồng với nhà chị nó lớn chứ dạ, em hòa đồng với nhau hết, không thương không bỏ hết mẹ cha mãi cả anh em thì vậy là con cái gì dạ, là chị biết là bé bị bệnh như vậy nên thông cảm cho bé ha. Phải thông cảm hết trơn, thông cảm cho mẹ và thông cảm cho con anh em trong nhà bốn người, phải thông cảm hết. Nhà có cái gì thì cũng phải giải quyết im để hết. Mình cũng đang bệnh tật cho nên là mình phải sống hòa đồng. Con cũng đừng có cự cãi với ngoại nữa nha. Con là phải thương ngoại, tại vì ngoại nhiều khi ngoại già rồi, ngoại có khó tính đó. Ngoại có nói thì mình đi chỗ khác đi, đừng có cãi lời ngoại làm gì. Cãi lời ngoại là không có tốt, đúng không? Cãi lời ngoại là không có tốt đâu. Là quý cô chú mà Mạnh Thường Quân đó, người ta sẽ không có thương mình. Con là phải sửa đổi, phải ngoan, tặng cho ngoại thương, tặng ngoại đừng có buồn lòng nữa. Tặng ngoại sống lâu với con chứ, để ngoại ngoại mà buồn là ngoại đâu có sống lâu với con được đâu, đúng không? Hồi sáng giờ hai mẹ con ăn cái gì chưa? Chưa ăn luôn à? Rồi thịt vịt ăn hết chưa? Ăn tới nay còn mấy cục. Còn mấy cục hả? Sáng ăn cơm chưa? Chưa. Giờ mai bữa nay có đi mua gạo không? Gạo thì không có mua lại gì mà nhà nước đó. Vòng vòng ở sớm đó thì người ta ủng hộ. Người ta cho. Dạ, cho. Nếu mà mua chắc mua cũng không nổi. Mua gạo mà cũng không nổi. Bắt cậu ba đi bắt ốc cũng nhiều. Bắt thì đủ để ổng nhậu thôi. Chứ mà ổng rồi gạo là ổng không nổi. Thì em cũng phải là gánh giác hết trơn mà. Dạ, chị thì chị ở trong nhà thì chị mà còn tốt thì cũng trí nhớ cũng ổn nên là chị nó lo cho cho bà ngoại với lo cho mà ông cậu. Dạ. Trái hiếu chị mẹ. Dạ. Trái hiếu đâu có mà bắt anh mình mà đi mua gạo mà nấu đâu. Dạ. Anh Ngọc cười hoài nè quý cô chú chị. thấy mở khẩu trang qua nhìn cũng dễ thương đó chứ bộ à. Chứ đâu có ấy đâu. Con chú nói thiệt nha, lúc con quạo chú còn sợ nữa. Thiệt đó. Đúng rồi đó. Mình là con gái mình phải thì mị. Đúng rồi. Phải hiền, người ta mới thương. Chứ mình đừng có quạo, kể cả mẹ, kể cả ngoại ha. Đừng có quạo mình. Nói chung là người già người ta khó tánh. Con hiểu không? Đó cho nên là con cũng đừng có để bụng những cái lời của ngoại của con nói ha. Anh nghèo còn ta còn nghèo nữa không?
cô chú anh chị biết là bé Ngọc là có giấy chứng nhận bên pháp y tâm thần đó, thần kinh đó. Cho nên là gia đình cũng hay có xào xáo trong nhà, tại vì khi mà lên cơn á thì bé cũng không nói này nói nọ, bé cũng không kiểm soát được cái bản thân của mình được. Cho nên là cô chú anh chị cũng hiểu được cái hoàn cảnh như vậy. Là ngày hôm qua là có điện đó. Hôm qua là bác có điện. Có điện hôm qua rồi nè, câu được điện rồi nè. Câu được điện rồi. Vài bữa nữa là chú Tăng chú mua cho cái tivi nữa. Tivi con có ghiền coi tivi không? Dạ, tối nay cũng con hoài vậy. Có tivi chắc ở nhà có tivi suốt quá. Tại vì ở nhà mình đâu đi đâu được đâu. Bình thường là qua nhà xóm coi. Dạ, bình thường đi qua bên nhà bà Sáu con hoài. Qua bên coi mà bà Sáu có la gầy gì không? Dạ không. Chứ sợ mình coi hoài của người ta rồi hao điện đó. Không, thường dữ lắm. Thường nó dữ dằn lắm. Không có nói gì hết. Chắc người ta cũng biết bé như thế nào á, thường người ta hiểu. Dạ, yeah, ta thấy hoàn cảnh gia đình mình cũng khó khăn, người ta cũng thương. Bà bệnh, bà cũng bệnh, bà không có làm gì hết trơn. Bà bệnh gì con? Bà bị nhức, bà bệnh đủ bệnh trơn. Dạ. Em quá nhẹ, em không có giúp đỡ cho mở em trơn, bà cũng bệnh. Đã không biết hơi người lắm. Dạ. Dạ, không có tiếng mà học cũng không có chạy ra gì chứ. Tại vì cháu ruột mà. Dạ, đúng rồi. Cháu ruột. Cháu mình không thương chứ mình thương ai vậy? Mẹ thì chị cậu người cậu chết cho cái mẹ. Sao cười hoài con? Nay có gì vui không? Để nó nói cho chú với anh Phi Thiên Ân biết à. Thấy mấy chú này xuống thăm vui phải không? Dạ. Lúc bữa trước cho tiền rồi chứ con đi mua cái gì? Bữa trước hả? Con mua cái giải cúng. Trái giải hả? Dạ. Mua trái giải kìa. Cúng trên bàn thờ không hả? Dạ. Với con mua bắp á, cúng cho bà con ngâm. Mua bắp ăn ha? Dạ, bắp cúng Phật. Buổi tối con có hay đọc kinh không? Niệm Phật không? Cái tối hả? Nói cũng có. Bắt cung trình ra nhà. Lò lắm luôn. Lò cúng trước, cúng Phật trước. Mua nước, mua cái cây. Cái ly đó nè, con kia mẹ cũng mua công đó. Sao cái nào? Cái nào? Cái ly đó nè. Cái này là cái gì ta? Nước, ly nước cúng nha. Cũng giỏi quá chứ. Biết là mua gì. Rồi lúc mua đồ ăn chỉ có mới mua có hai con vịt không hả? Còn có mua gì nữa không? Hai mẹ con mua vịt ăn rồi có mua gì nữa chưa? Sao mình không mua thịt heo á? Về mình kho á. Không thích ăn thịt heo à? Không, tại về có ăn hai đậu món, ăn hoài ngán. Tức là ăn thịt heo hoài ngán phải không? Giờ ăn lúc vịt trước phải không? Có ăn thịt heo không? Không ăn mà sao mà biết ngán. Không ăn mà biết ngán cũng hay vậy ha. Tiền á, xài là tiền. Không xài em không cho tiền nhiều. Tiền nhiều khổ lắm. Mấy bữa nay xài hết nhiêu tiền rồi biết chưa? Đó em kêu cùng giữ lại ra. Cậu ba có hay cho tiền bé Ngọc không? Cậu ba con hả? Con thì có đồ ăn nặng chê. Kêu cậu ba mấy con nó cho tiền. Tức là hỏi là cậu ba có cho tiền con có đi bắt ốc rồi có tiền có đem gì có cho tiền con không? Có, cũng hơi ít. Cũng như hơi ít. Hơi ít ha. Hơi ít là bao nhiêu? Cậu ba con này muốn kia cho con tiền ngàn với 20 ngàn. Lâu lâu cho lần. Lâu lâu mới cho lần quá. Đúng rồi, tại vì chứ con thích cho bao nhiêu với nhiều. Dạ. Chứ thấy cậu con cũng là ngày nào cũng phải cho ốc không đâu có nhiều tiền nhiều. Đâu. Ba con cho thì cũng xin tiền của ba con lấy của ba có tiền 5 ngàn thì con nghe xin tiền. Xin 5 ngàn làm gì? Để mua sữa đá uống. Ba nói họ cái họ gì á, của ba suy nghĩ gì rồi. Để bằng sau chú vô chú mua cho nguyên lốc cà phê uống cà phê được không? Có thích uống cà phê không? Cà phê mình mua đá về mình pha với nước nóng rồi mình đổ cà phê vô đó. Đúng rồi, nét cà phê đó. Cà phê sữa đó. Thì nét cà phê sữa đó. Cà phê Việt gì cũng được đó, nó có nhiều loại đó.
nó dễ uống. Đúng rồi, chỉ mình pha vô rồi đập nước đá bỏ vô với đường nữa, nhớ tặng thêm ký đường nữa nghe. Khoái ha, ngày nào uống cà phê khoái. Con thích uống cà phê không? Con hả? Ừ, hay là uống cà phê sữa? Con này uống cà phê vô uống có được, còn uống cà phê sữa quen rồi. À, vậy là uống cà phê sữa ha. Có cà phê sữa pha sẵn luôn. Cà phê sữa, cà phê Việt đó. Rồi, em cảm ơn hai mẹ con ha. Còn cô chú anh chị biết là gia đình của bé Ngọc á, thì nói chung là bị vấn đề thần kinh cho nên là nó cũng không có được ổn định về cái tâm trạng của chú anh chị. Có lúc là vui cười, có lúc là buồn, là quạo lên này nọ, không kiểm soát được cái bản thân của mình, cho nên là cũng có hay là cự cãi với mẹ rồi cự cãi với bà ngoại ha. Nhưng mà xong xuôi rồi cũng thương nhau, đùm bọc nhau sống của cho anh chị. Nhưng mà đặc biệt cái là tuy nghèo nhưng mà rất là yêu đời nha. Thấy chị cười hoài luôn đó. Cười hoài luôn, khi nào tới cũng thấy cười. Đúng rồi, không khi nào mà mặt mà nhăn nhó hết trơn á. Đúng rồi, em thích chị là cái đó đó. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Dạ rồi, em cũng xin chào chị nha, với chào bé Ngọc nha. Bye bye. Bye bye. Dạ, em biết Phật trời nha, dạ. Độ hộ cho anh chị tới đây là được vui, được vui, dạ. Được chào có lên nha. Dạ, dạ, rồi, dạ. Cảm ơn chị nhiều, dạ.